Việt Nam công bố ghi nhận 27.311 ca nhiễm mới, 78 ca tử vong trong vòng 24 giờ. F0 thở máy ở Hà Nội tiếp tục giảm. Doanh nghiệp chi hàng nghìn tỷ đồng nhập khẩu kit test Covid-19 lên tiếng. Cà Mau, học sinh cấp tiểu học và mầm non sẽ đến trường vào ngày 14 tháng 2. Huấn luyện viên Mai Đức Trung lần đầu kể chuyện tuyển thủ nữ Việt Nam mắc Covid-19. Thế giới đã ghi nhận 409,54 triệu ca mắc, hơn 5,82 triệu ca tử vong do Covid-19. Cô gái mất thú giác bẩm sinh bỗng ngửi được sau khi mắc Covid-19. Nguyễn Tươi xin kính chào quý vị. Kính chúc quý vị có một ngày mới sức khỏe và bình an. Và ngay bây giờ, kính mời quý vị cùng đến với những nội dung chi tiết của bản tin sức khỏe cập nhật sáng ngày 13 tháng 2 của DKN TV. Kính thưa quý vị, trong khoảng thời gian 24 giờ qua, bản tin của Bộ Y tế Việt Nam công bố cả nước đã ghi nhận 27.311 ca nhiễm COVID-19 mới, trong đó có 27.302 ca nhiễm trong nước ghi nhận tại 60 tỉnh, thành phố, cao nhất từ trước tới nay, 78 ca tử vong. Cụ thể, từ 17 giờ 30 phút ngày 11 tháng 2 đến 17 giờ 30 phút ngày 12 tháng 2, cả nước ghi nhận 78 ca tử vong, bao gồm tại thành phố Hồ Chí Minh 3 ca, Hà Nội 18 ca, Đồng Nai 7, Bến Tre 5, Bắc Ninh, Đà Nẵng, Vĩnh Long mỗi nơi 4 ca, Cần Thơ, Hải Phòng, Quảng Nam, Tây Ninh mỗi nơi 3 ca, Bình Định, Đồng Tháp, Lâm Đồng, Nam Định, Nghệ An, Quảng Ngãi, Thái Nguyên mỗi nơi 2 ca, Bình Dương, Bình Thuận, Hà Giang, Hậu Giang, Lạng Sơn, Ninh Bình, Sóc Trăng mỗi nơi 1 ca tử vong. Các tỉnh thành phố ghi nhận ca bệnh mới phát sinh như sau: Hà Nội 2981 ca mắc mới, Nam Định 1842, Hải Dương 1681, Nghệ An 1550, Hải Phòng 1394, Thái Nguyên 978, Ninh Bình 951, Đà Nẵng 940, Vĩnh Phúc 931, Hòa Bình 884, Phú Thọ 811, Thanh Hóa 797, Bắc Ninh 745, Quảng Ninh 659.

Kiên Giang 26, Cần Thơ 23, Hậu Giang 21, Đồng Nai 20, Long An 19, Đồng Tháp 11, An Giang 11, Ninh Thuận 10 và Tiền Giang 3 ca. Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam đã ghi nhận tổng cộng 2.484.481 ca nhiễm. Trong số đó, đã có 2.218.939 ca đã khỏi bệnh, 38.862 người đã tử vong. Chuyển sang phần tin tiếp theo. f không thở máy ở Hà Nội tiếp tục giảm. Thưa quý vị, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC Hà Nội vào tối 12 tháng 2 đã ghi nhận 2.981 ca COVID-19 mới trong 24 giờ qua. Số bệnh nhân thở máy giảm. Trong số 2.981 ca nhiễm mới, có 808 ca cộng đồng, 2.179 ca đã cách ly. Các ca nhiễm phân bổ tại 30 quận, huyện, thị xã, một số quận huyện ghi nhận nhiều bệnh nhân trong ngày như quận Hoàng Mai 208 ca, huyện Trương Mỹ 197 ca, quận Nam Từ Liêm 157 ca, huyện Gia Lâm 143 ca, huyện Hoài Đức 139 ca. Cục Quản lý Khám chữa bệnh Bộ Y tế đã ghi nhận đến ngày 11 tháng 2, thủ đô Hà Nội có 605 ca nặng và nguy kịch, giảm 0,7% so với trung bình một tuần trước. Trong đó, bệnh nhân thở oxy qua gọng kính là 517 ca, tăng 1,4%. Các bệnh nhân thở máy đều giảm, bao gồm 21 bệnh nhân thở máy dòng cao HFNC giảm 27,6%, 24 bệnh nhân thở máy không xâm lấn giảm 1,2% và 41 bệnh nhân thở máy xâm lấn giảm 5,3%. Ngoài ra, một bệnh nhân lọc máu và một ca chạy ECMO. Trong 24 giờ qua, Hà Nội công bố 18 ca tử vong theo thông tin từ Bộ Y tế. Toàn thành phố đang điều trị hơn 69.000 ca, trong đó có hơn 65.000 F0 điều trị tại nhà. Ngoài ra, cơ sở tiếp nhận điều trị thành phố đang điều trị 101 ca, cơ sở tiếp nhận quận huyện 538 ca. Chuyển sang một diễn biến khác. Doanh nghiệp chi hàng nghìn tỷ đồng nhập khẩu kit test Covid-19 lên tiếng. Thưa quý vị, Tổng cục Hải quan đã cung cấp cho báo chí số liệu nhập khẩu của Công ty Cổ phần Y tế Đức Minh liên quan đến vụ kit xét nghiệm COVID-19. Công ty Đức Minh cho biết, trong 2 năm 2020-2021, test xét nghiệm COVID-19 dùng cho máy PCR được nhập khẩu từ Tây Ban Nha có số lượng 1,1 triệu test, trị giá 121 tỷ đồng. Trong đó 1 triệu test, công ty đã thực hiện dịch vụ nhập khẩu ủy thác cho bên thứ ba để sử dụng cho mục đích tài trợ và các chương trình từ thiện. Test xét nghiệm COVID-19 dùng cho máy PCR được nhập khẩu từ Hàn Quốc, có số lượng 8,2 triệu test, trị giá 806 tỷ đồng. Trong đó 8 triệu test, công ty đã thực hiện dịch vụ nhập khẩu theo quyết định số 7060/QĐ-BIT-KHTC ngày 26 tháng 8 năm 2021 để bên thứ ba sử dụng cho mục đích tài trợ và hỗ trợ cung cấp phi lợi nhuận cho các cơ sở y tế trong nước. Bên thứ ba trực tiếp đàm phán và ký hợp đồng với nhà sản xuất Công ty Đức Minh thực hiện dịch vụ nhập khẩu. Như vậy, đại diện công ty này cho rằng trong tổng số lượng đã nhập khẩu, số lượng test xét nghiệm Covid-19 dùng cho máy PCR mà công ty cổ phần Y tế Đức Minh đã nhập khẩu ủy thác và làm dịch vụ nhập khẩu cho bên thứ ba chiếm tỷ trọng 95,89%. Cung cấp trực tiếp cho các cơ sở y tế là 4,11%, bao gồm cả tài trợ cho các cơ sở y tế và các đơn vị phòng chống dịch test nhanh tại chỗ được công ty này nhập khẩu từ Hàn Quốc có số lượng khoảng 25 triệu test. Trong khoảng 25 triệu test đó, công ty đã thực hiện dịch vụ nhập khẩu ủy thác cho bên thứ ba là 5,94 triệu test và làm dịch vụ nhập khẩu 18 triệu test theo quyết định số 7060 ngày 26 tháng 8 năm 2021. Bên thứ ba trực tiếp đàm phán và ký hợp đồng với nhà sản xuất, công ty Đức Minh thực hiện dịch vụ nhập khẩu Đại đa số các kit xét nghiệm nhanh này cũng được bên thứ ba sử dụng cho mục đích tài trợ và hỗ trợ cung cấp phi lợi nhuận cho các cơ sở y tế trong nước. Như vậy, trong tổng số lượng đã nhập khẩu, số lượng kit xét nhanh COVID-19 mà công ty cổ phần Y tế Đức Minh nhập khẩu ủy thác và làm dịch vụ nhập khẩu cho bên thứ ba chiếm tỷ trọng 92,57%. Theo đại diện công ty này, số lượng xét nghiệm mà công ty Đức Minh kinh doanh cung cấp trực tiếp cho các cơ sở y tế chỉ chiếm 7,27% bao gồm cả tài trợ cho các cơ sở y tế và các đơn vị phòng chống dịch bệnh. Tổng cục Hải quan cho biết, qua xác minh ban đầu, công ty cổ phần Y tế Đức Minh đã nhập khẩu kinh doanh bộ xét nghiệm Covid-19 hoàn chỉnh, bao gồm kit xét nghiệm nhanh Covid-19 tại chỗ và xét nghiệm Covid-19 dùng cho máy PCR tại các bệnh viện, cơ sở y tế, phân phối cho các cơ sở y tế, bệnh viện đa khoa các công ty trên toàn quốc. Tổng cục Hải quan cho biết thêm đang phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành xác minh, điều tra vụ việc này. Thưa quý vị, Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Cà Mau vừa có công văn về việc tổ chức dạy và học trực tiếp đối với giáo dục mầm non và tiểu học vào ngày 14 tháng 2. Theo đó, Sở Giáo dục Đào tạo yêu cầu trưởng phòng giáo dục đào tạo các huyện, thành phố Cà Mau, hiệu trưởng các trường phổ thông có cấp tiểu học, giám đốc trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập tổ chức dạy và học trực tiếp kể từ ngày 14 tháng 2 tới không tổ chức bán chú, chỉ tổ chức dạy học một buổi trên ngày, trừ Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Giáo dục Hòa nhập tỉnh Cà Mau. Riêng đối với cấp mầm non, phụ huynh học sinh phải có cam kết với tinh thần tự nguyện khi cho trẻ em đến trường. Bên cạnh đó, các cơ sở giáo dục tiến hành tuyên truyền vận động tạo sự đồng thuận và an tâm cho phụ huynh học sinh khi đưa trẻ học sinh đến trường. Trước đó, Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Cà Mau đã chỉ đạo cho các phòng giáo dục đào tạo huyện, thành phố thực hiện khảo sát ý kiến của phụ huynh học sinh về việc cho trẻ mầm non, học sinh tiểu học trở lại trường học trực tiếp kể từ ngày 14 tháng 2. Qua kết quả khảo sát bước đầu, Sở này ghi nhận có 46% phụ huynh của trẻ mầm non và 80,23% phụ huynh của học sinh tiểu học đã đồng ý. Cụ thể, tỷ lệ phụ huynh đồng ý ở lớp 1 là 80,08%, lớp 2 là 78,59%, lớp 3 là 79,71%. Lớp 4 là 80,4% và lớp 5 là 82,45%. Cũng theo Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Cà Mau, trong tuần qua, tỉnh này đã tổ chức dạy vào trực tiếp cho học sinh từ lớp 6 đến lớp 12 tại các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông đang diễn ra an toàn được sự ủng hộ của cha mẹ học sinh và cả học sinh. Ngoài ra, theo tham khảo ý kiến của các sở giáo dục đào tạo, đặc biệt là các địa phương lân cận và theo thống kê của Bộ Giáo dục Đào tạo thì hầu hết các tỉnh thành phố trong cả nước cũng đều cho trẻ mầm non và học sinh tiểu học trở lại trường học kể từ ngày 14 tháng 2. Chuyển sang một diễn biến khác. Huấn luyện viên Mai Đức Trung lần đầu kể chuyện tuyển thủ nữ Việt Nam mắc Covid-19. Thưa quý vị, huấn luyện viên Mai Đức Trung đã có những chia sẻ về những kỷ niệm đáng nhớ khi ông cùng với đội tuyển nữ Việt Nam tham dự Asian Cup 2022. Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đã giành vé dự World Cup 2023 trong bối cảnh vô cùng khó khăn, khi nhiều cầu thủ mắc Covid-19, có thời điểm chỉ có từ 3 đến 4 cầu thủ đủ điều kiện sức khỏe để ra sân tập. Hơn nữa, trong khi gia đình, người thân đang đón Tết đoàn viên thì huấn luyện viên Mai Đức Chung và các học trò của ông đã phải thi đấu ở Ấn Độ xa xôi. Dù vậy, những cô gái Việt Nam vẫn khiến người hâm mộ nước lòng khi lần đầu tiên giành vé dự một kỳ World Cup nữ. Trong buổi giao lưu với người hâm mộ bóng đá thành phố Hồ Chí Minh, huấn luyện viên Mai Đức Trung lần đầu tiên chia sẻ về thời gian khó khăn khi hầu hết cầu thủ của tuyển nữ Việt Nam mắc Covid-19. Ông nói, trước khi tham dự Asian Cup 2022, chúng tôi có chuyến tập huấn ở Tây Ban Nha. Đó là chuyến tập huấn tốt khi được đá giao hữu với các đối thủ vừa sức. Tuy nhiên sau khi đá xong thì phía đối phương lại thông báo họ có thành viên dương tính. Nếu như họ kiểm tra trước khi thi đấu và có kết quả dương tính thì chúng tôi đã không đồng ý ra sân. Sau đó ít ngày thì đội tuyển nữ Việt Nam cũng bắt đầu ghi nhận trường hợp mắc Covid-19 đầu tiên. Đến nỗi khi đội sang Ấn Độ dự Asian Cup 2022, tuyển Việt Nam đến sân tập chỉ với 3 đến 4 cầu thủ đủ điều kiện sức khỏe. Lúc đó, nhìn chiếc xe buýt 50 đến 60 chỗ ngồi mà chỉ có 3 đến 4 cầu thủ, tôi thật sự chạnh lòng. Cũng may là mọi việc đã qua hết các cầu thủ khỏe mạnh ở thời điểm quan trọng nhất của giải. Huấn luyện viên Mai Đức Trung chia sẻ thêm. Trước khi dẫn dắt đội tuyển nữ Việt Nam, huấn luyện viên Mai Đức Trung phần nào đã tạo được tên tuổi với các câu lạc bộ nam như Bình Dương, Thanh Hóa. Tuy nhiên theo lời của chiến lược gia 71 tuổi, chính bóng đá nữ đã tạo dựng tên tuổi của ông trên bản đồ bóng đá Việt Nam. Ông nói, "Tôi và các thành viên ở đội tuyển nữ Việt Nam đã ước ao vé dự World Cup từ lâu." Khi nghe FIFA nâng số đội dự vòng chung kết World Cup từ 24 lên 32 đội, tôi nhận thấy rằng cơ hội của bóng đá nữ Việt Nam đã đến. Năm đó, tôi đang dẫn dắt đội Thanh Hóa dự V-League, nhưng khi nghe VFF ngỏ ý mời tôi về làm huấn luyện viên đội tuyển nữ Việt Nam, tôi đồng ý ngay. Tôi vô cùng biết ơn các cầu thủ đội tuyển nữ hiện tại và các thế hệ cầu thủ trước đây tôi từng dẫn dắt. Giành vé dự World Cup 2023 là thành công lớn nhất trong sự nghiệp của tôi. Nếu không có bóng đá nữ, mọi người sẽ không thể biết đến tên tôi như bây giờ, ông Trung nhấn mạnh. Sau chiến tích giành vé dự World Cup 2023, các cầu thủ đội tuyển nữ Việt Nam sẽ trở về câu lạc bộ chủ quản cũng như được đoàn tụ cùng với gia đình sau thời gian dài thi đấu xa nhà. Dự kiến, các cô gái sẽ trở lại tập trung vào đầu tháng 4 năm 2022 để chuẩn bị cho SEA Games 31 được tổ chức trên sân nhà. Tiếp nối chương trình là thông tin về tình hình dịch bệnh trên thế giới. Theo trang thống kê Worldometers, tính đến 21 giờ 30 phút ngày 12 tháng 2 theo giờ Việt Nam, toàn thế giới đã ghi nhận tổng cộng 409,54 triệu ca mắc Covid-19, trong số đó, 5 triệu 823.255 ca đã tử vong. Mỹ tiếp tục là quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của đại dịch với 79,228 triệu ca mắc, trong đó 942.006 ca tử vong. Tiếp đến là Ấn Độ với 42,586 triệu ca mắc, trong đó 508.012 ca đã tử vong. Brazil ghi nhận trên 27,291 triệu ca mắc, trong đó 637.232 ca đã tử vong. Tại khu vực châu Á, Hàn Quốc thông báo đã ghi nhận 54.941 ca nhiễm mới và 33 ca tử vong nâng tổng số ca bệnh và tử vong trên cả nước lên con số lần lượt là 1.294.205 ca nhiễm và 7.045 ca tử vong. Đây là ngày thứ ba liên tiếp, số ca nhiễm mới theo ngày ở Hàn Quốc vượt quá 50.000 ca một ngày. Nguyên nhân được cho là do sự lây lan mạnh của biến thể Omicron. Cũng trong ngày 12 tháng 2, Hồng Kông công bố ghi nhận 1.514 ca nhiễm mới và 3 ca tử vong vì COVID-19. Giới chuyên gia thuộc Đại học Hồng Kông dự báo số ca nhiễm mới có thể lên đến hàng chục nghìn người mỗi ngày trong vài tuần tới, gây rủi ro lớn cho những người cao tuổi mà nhiều người trong số đó chưa tiêm chủng vaccine COVID-19. Trước sự lây lan mạnh mẽ của dịch bệnh, giới chức Hồng Kông ngày 12 tháng 2 đã đến thành phố thâm quyến của Trung Quốc để thảo luận các biện pháp hỗ trợ với các quan chức của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Cho đến nay, Hồng Kông đã ghi nhận tổng cộng trên 20.000 ca bệnh, trong đó trên 200 người tử vong. Trong khi đó, thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida cho biết, chính phủ nước này đang cân nhắc theo hướng nới lỏng các biện pháp hạn chế nhập cảnh đối với những người nước ngoài đến Nhật Bản học tập và làm việc, dự kiến sẽ hết hiệu lực vào cuối tháng 2 tới. Từ đầu tháng 3, về cơ bản, chính phủ Nhật Bản sẽ nới lỏng cho những trường hợp người nước ngoài xin thị thực mới nhập cảnh vào Nhật Bản. Bên cạnh đó, một loạt các giải pháp hỗ trợ đi kèm, gồm có đơn giản hóa các thủ tục xin cấp phép của nhà trường hoặc doanh nghiệp ở Nhật Bản. Giảm thời gian cách ly bắt buộc đối với người đã tiêm đủ 3 mũi vaccine COVID-19 từ 7 ngày xuống còn 3 ngày. Và số lượng nhập cảnh sẽ được điều chỉnh tăng dần, có thể lên mức 5.000 người một ngày, tương đương với thời điểm trước tháng 11 năm 2021, tùy vào tình hình thực tế. Trước đó, từ cuối tháng 11 năm 2021, trong nỗ lực ngăn chặn sự xâm nhập và lây lan của biến thể Omicron tại Nhật Bản, chính phủ nước này đã áp dụng biện pháp hạn chế nhập cảnh đối với tất cả người nước ngoài. Đến tháng 1 Biện pháp này được tiếp tục gia hạn đến cuối tháng 2 năm 2022. Tại Thái Lan, nước này đã thông báo ghi nhận thêm 16.330 ca mắc mới cùng với 25 trường hợp tử vong, nâng tổng số các ca nhiễm từ đầu dịch tới nay lên con số 2.577.445 ca nhiễm, trong đó có 22.412 người không qua khỏi. Bất chấp tình hình các ca mắc mới COVID-19 đang gia tăng, Trung tâm xử lý tình hình COVID-19 của Chính phủ Thái Lan CCSA ngày 11 tháng 2 đã không thay đổi việc phân loại các tỉnh dựa trên mức độ nghiêm trọng của dịch bệnh và giữ nguyên các biện pháp phòng chống dịch bệnh hiện nay. Ở châu Âu, Thủ tướng Na Uy Jonas Gatstorer ngày 12 tháng 2 thông báo Nước này đã dỡ bỏ hầu hết các biện pháp hạn chế còn lại vì đại dịch COVID-19, sau khi đã dỡ bỏ một số biện pháp kiềm chế dịch bệnh kể từ ngày 1 tháng 2 vừa qua. Theo đó, người dân Na Uy sẽ không còn phải giữ khoảng cách ít nhất 1 mét và cũng không cần phải đeo khẩu trang tại những nơi tập trung đông người. Các câu lạc bộ ban đêm và cơ sở giải trí khác có thể nối lại hoạt động hết công suất. Hơn nữa, những người nhiễm virus cũng không cần phải thực hiện tự cách ly. Thay vào đó, họ được khuyến nghị ở nhà 4 ngày. Hành khách đến Na Uy cũng không cần phải đăng ký trước và chính phủ nước này cũng loại bỏ quy định trước đó về việc phải xuất trình chứng nhận xét nghiệm âm tính trước khi khởi hành đối với một số nhóm hành khách như những người chưa tiêm chủng. Tuy nhiên, Na Uy vẫn duy trì một số biện pháp hạn chế đối với quần đảo Svalbard ở Bắc Cực. Thủ tướng Iceland, Katrin Jakobsdottir, 46 tuổi thông báo đã dương tính với COVID-19 sau khi một thành viên trong gia đình bà mắc COVID-19. Bà Jacob Stottier sẽ tự cách ly tại nhà ít nhất 5 ngày, theo quy định của Iceland. Về tình hình dịch bệnh tại nước này, Iceland đã ghi nhận số ca nhiễm mới trung bình trong 4 ngày qua ở mức cao nhất từ trước đến nay, với hơn 2.000 ca trên ngày. Cho đến nay, tổng số ca mắc COVID tại Iceland đã tăng lên con số 85.980 ca, trong đó 54 ca tử vong. Ngày 12 tháng 2, Iceland đã nới lỏng một số biện pháp hạn chế vì dịch bệnh, trong đó có quy định hạn chế tụ tập đông người và giờ mở cửa của các nhà hàng. Dự kiến đến cuối tháng này, Iceland sẽ dỡ bỏ tất cả các biện pháp hạn chế vì dịch bệnh. Về các liệu pháp điều trị COVID-19, Trung Quốc đã phê duyệt có điều kiện đối với thuốc điều trị COVID do hãng Pfizer sản xuất với tên gọi Paxlovid để điều trị cho các bệnh nhân là người trưởng thành mắc COVID ở thể nhẹ và trung bình. Nhưng có nguy cơ trở nặng. Trong khi đó, cơ quan quản lý thực phẩm và dược phẩm Mỹ FDA đã cấp phép sử dụng khẩn cấp một liệu pháp điều trị COVID-19 bằng kháng thể do công ty dược Eli Lilly phát triển có tên gọi là Bevalizumab. Tiếp tục với một diễn biến đáng chú ý khác. Cô gái mất khiếu giác bẩm sinh bỗng người được sau khi mắc COVID-19. Thưa quý vị, theo trang Daily Mail của anh Nancy Simpson, 25 tuổi, sống tại thủ đô London của nước Anh, chưa từng ngửi được mùi do chứng mất khiếu giác bẩm sinh từ khi còn nhỏ. Tuy nhiên, sau khi mắc Covid-19 vào dịp lễ Giáng sinh năm ngoái, Simpson đột nhiên có được khiếu giác. Tôi ở nhà trong dịp lễ Giáng sinh, tự cách ly mình trong phòng. Rồi đến một hôm, tôi nhận ra mình có thể ngửi được mùi hương của mọi thứ xung quanh. Simpson vui mừng chia sẻ. Kể từ đó, Simpson có thể tận hưởng những thú vui mà trước đây cô chưa từng được trải nghiệm. Cô gái 25 tuổi đã cảm nhận được hương thơm từ nến và nước hoa. Những thứ tôi thực sự thích ngửi là mùi hương trái cây, nến thơm và các loại thảo mộc dùng để nấu ăn. Cô Simpson chia sẻ thêm. Mất khứu giác là một trong những triệu chứng phổ biến nhất của bệnh COVID-19, thường xảy ra trong tuần lễ đầu tiên sau khi mắc bệnh khoảng hơn một nửa số người nhiễm virus đều gặp phải triệu chứng này. Nguyên nhân là do virus tấn công các tế bào biểu mô khiếu giác xung quanh các tế bào thần kinh thụ cảm, chịu trách nhiệm nhận biết mùi. Trong khi hầu hết mọi người đều hồi phục sau khi mất khiếu giác do COVID-19 trong vài tuần lễ, khoảng 1 trên 10 người mắc COVID-19 bị mất khiếu giác kéo dài một tháng hoặc hơn. Trường hợp của Simpson là một trong những trường hợp đầu tiên cảm nhận được khiếu giác sau khi mắc COVID-19. Thưa quý vị, phần tin vừa rồi đã kết thúc bản tin sức khỏe cập nhật sáng ngày 13 tháng 2 của DKN TV. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Kính chúc quý vị luôn bình an và mạnh khỏe. Xin kính chào và hẹn gặp lại.